tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường. À, xin thưa cô chú anh chị ạ, bên cạnh 120 phòng Việt Nam ra rút xương này cũng rất là rút xương gạo gọi nơi đây là phòng tâm năng, nhưng mà thực chất ở đây là nơi tạm dừng chân phơi nắng phơi mưa thôi. Rồi cái nền ngày xưa ở đây là cái nền cát vàng với nền cát trắng rất là nóng, thì mỗi buổi sáng thay một trật tự sẽ bắt người tù ở bên đây là khi những cái thùng vệ sinh qua đổ những phòng tâm năng, tù nhân lúc bây giờ không chỉ phơi nắng phơi mưa còn phải phơi chung với phân và nước tiểu nữa. Rồi ngoài ra cai ngục trật tự còn sử dụng phòng tắm nắng làm nơi tra tấn tứ trụ đối với người tù, tức là một tù nhân đứng ở giữa, bốn tên cai ngục trật tự đứng bốn bên, người tù không nghiêng về bên nào còn sẽ nắng về bên đó, hoặc là cả bốn tên cai ngục trật tự không nên đặt cùng một lúc. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại công việc phát triển tù tập ạ.